Quý vị và các bạn, những vườn hoa khoe sắc rực rỡ trong nắng xuân trong những ngày tháng chạp. Đó là hình ảnh dễ bắt gặp tại các làng hoa thành phố Tuy Hòa. Thời gian gần đây, tại Tuy Hòa, nhà vườn trồng thành công nhiều giống hoa mới, không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn góp phần làm đẹp cho phố phường ngày Tết. Thành công ấy được kết thành từ đất, từ nước, từ kinh nghiệm trồng hoa và hơn cả là tình yêu cháy bỏng với cây hoa. Mời quý vị hãy cùng phóng viên đến thăm vườn hoa chú Nam Trâu, làng hoa Phước Hậu, để nghe kể chuyện nghề và thưởng hoa. Giữa lòng thành phố Tuy Hòa, cứ đến tháng chạp là vườn hoa này lại tưng bừng khoe sắc trong nắng xuân. Hàng ngàn giỏ hoa đã dệt nên một bức tranh đầy màu sắc giữa làng hoa Phước Hậu. Bên cạnh các dòng mai địa thảo, dạ yến thảo, hoa bướm, năm nay vườn hoa này có thêm hai dòng hoa mới là vân anh và hoa chuông. Chủ của ngôi vườn này là ông Phạm Đồng, mà bà con ở đây thường gọi bằng cái tên thân thuộc, chú Năm Râu. Dù đang lúc bận rộn, nhưng hễ được nói về hoa thì lão nông này lại say sưa. Chú cho con biết là năm nay chú trồng được bao nhiêu chậu gồm những cái chừng giống nào ạ? Chừng 4.000. 4.000. Mà 6-7 giống gì đấy. Dạ. Ừ. Chú có thể kể cho con một số tên. Dạ yến rồi vân anh rồi. Dạ yến rủ. Dạ. Cái cây này thì nó phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, thì năm nay điều kiện thời tiết như thế nào ạ chú? Năm nay là thời tiết tốt nè con. Dạ. Ừ. Dạ. Nhưng mỗi năm thì chú phải có cái biện pháp nào để cho cây hoa nó lên? Mình cho nó vô trại hết. À, vô trại. Năm nay nó dở hơn. Dạ. Là mình bỏ qua. Dạ. Chú là rất thích cái này. Dạ. Từ bé. Dạ. Ừ. Dạ. Chú trồng rất nhiều. Dạ. Cứ nào hoa nó nở là vui à, sẽ rất vui cho. Dạ. Tôi già mà. Dạ. À, vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Giữa xứ nắng gió của Phú Yên, tuy nhiên khi vào làng hoa Phước Hậu của thành phố Tuy Hòa thì chúng ta vẫn có cảm giác như đang ở giữa vườn hoa Đà Lạt. Bằng tình yêu hoa, bằng kinh nghiệm trồng hoa, những nông dân của làng hoa Phước Hậu thành phố Tuy Hòa đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật như thế này để góp thêm mùa xuân thêm hương sắc. Nhiều người biết đến nơi này bởi vẻ đẹp nức tiếng của những chậu hoa được chăm bón bởi lão nông giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Và cũng chính sự hấp dẫn của vườn hoa này mà mỗi năm cứ đến đầu tháng chạp, rất nhiều người từ các nơi lại tìm đến đây để đặt hoa, mua hoa, thưởng hoa và ghi lại những bức ảnh lưu niệm với hoa. Nhiều người xem nơi này là một nơi tham quan đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về. Dạ, nói thiệt ra thì hồi giờ em ở thành phố mà chưa có lần nào em đến thành vườn hoa. Đây là lần đầu tiên mà cảm giác của em rất là thấy nó rất là rực rỡ mà thấy nó bất ngờ nữa. Thấy rất là đẹp. Do hồi giờ em đi Đà Lạt thì không có thấy hoa nhiều như vậy. Em đi vườn hoa thành phố thì đa phần là người ta sắp xếp sẵn. Còn đây là treo như vậy mình thấy nó rất là ấn tượng, nó rất là đẹp. Em cũng thích mua về nhà để treo trước cửa nhà mình vậy. 72 tuổi, ông Năm Đồng đã có hơn 50 năm gắn bó với cây hoa. Chính tình yêu dành cho hoa đã giúp ông không ngừng tìm tòi những giống hoa mới và cách trồng, chăm sóc sao cho cây hoa đẹp nhất. Hơn 5.000 giò hoa như thế này, giá tại vườn từ 80.000 đến 100.000 mỗi giò đã mang lại cho ông mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Và điều quan trọng hơn, đó là ông được sống với niềm đam mê, được trồng hoa để mang mùa xuân đến mọi nhà.